Xin chào các bạn, vậy là chúng ta lại có thêm một YouTuber điển hình nữa của một trong những cái người mà VinFast sử dụng để mà quảng bá cái thương hiệu của họ. Và ông YouTuber này lại làm chúng ta nhớ đến anh Bầu Thịnh, người mà làm video tung hô rằng là anh ta sẽ đi một vòng quanh nước Mỹ trên chiếc xe VF8, một cái chuyến đi dài 15.000 km. Cũng khiếp không? Chúng ta vừa chưa hết bàng hoàng với anh YouTuber Bầu Thịnh, thì bây giờ chúng ta lại được biết đến với một anh chàng mới nữa anh này tên là hoàng nam và anh này là chủ kênh của kênh youtube challenge me, hãy thách thức tôi. <laughs> và trong kênh này, anh ta đã cho chúng ta thấy rằng là anh ta sẽ có một cái chặng đường đi xuyên Mỹ từ bờ Tây sang bờ Đông trên chiếc xe V8 mà anh ta nói rằng là anh ta mượn từ một cái showroom ở Mỹ. <laughs> Hay chưa các bạn? À, và trước tiên thì mình sẽ cho các bạn thấy rằng là anh này là một người rất là tự hào dân tộc, rất là tự hào chiếc xe VinFast ở Mỹ các bạn nhé. Và từ trước giờ các bạn biết là những người mà nói tự hào dân tộc, tự hào vì xe VinFast đi sang Mỹ này nọ là chúng ta biết là những những người như thế nào đúng không? Họ chính là những người thuộc bộ tộc yêu lước lòng lan mà như mình đã nói với các bạn đấy. Những người này là những người thường không thấy được những cái khuyết điểm, những cái điểm còn thiếu sót, khiếm khuyết của cái công ty Vinfast và họ sẵn sàng ngó mắt làm ngơ mà chỉ cho rằng là cái lòng tự hào dân tộc là quan trọng hơn tất cả, hơn cả cái chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng luôn. Cũng khá là bắt mắt, cũng khá là tự hào bởi vì là người Việt Nam mà thấy một cái sản phẩm của Việt Nam ở nước Mỹ có thể nói rằng là thủ đô của ô tô mới để xe ở cái showroom thôi mà nó kêu là tự hào mà là người Việt Nam người đem xe qua nước Mỹ thủ đô này nọ <laughs> một cái nơi mà tiêu thụ ô tô lớn nhất nhì của thế giới thì mình cũng cảm thấy khá là uh, tự hào tự hào lắm thấy không mở mồm ra cứ tự hào tự hào đến giờ này vẫn còn có một người mở mồm ra tự hào được có thể lạ thế hay không và mình nghĩ đến cái thời điểm này không có người Việt nào mà dám mở mồm nói rằng là tự hào về chiếc xe Vinfast đi sang Mỹ đâu <laughs> không biết những ai nói được những câu đấy bây giờ mình thấy nhiều người việt người ta cũng thấy ngại lắm khi mà nói từ tự hào lắm có cái gì đâu mà tự hào mang một cái chiếc xe chưa hoàn thiện đi qua mỹ bị người ta chê lên chê xuống mà kêu tự hào được ông này không có xem tin tức gì hay sao <laughs> ok thì video ngày hôm nay mình đã cho các bạn thấy sơ qua rồi là một anh chàng mới nữa ở trong một cái công cuộc của vinfast quảng bá cái chiếc xe bằng cách là thuê những youtuber để họ lái xuyên việt xuyên mỹ để mà chứng minh cái chất lượng của sản phẩm của họ nhưng mà điều đặc biệt ở chỗ là không bao giờ họ tự nhận là họ được tài trợ bởi vinfast đâu và trong cái video này mình muốn đưa ra một số cái dẫn chứng để cho các bạn thấy được rằng là cái ông hoàng nam này khả năng rất là lớn mà có thể nói là 99% là được Vinfast tài trợ ủng hộ tiền hay là bất cứ hình thức gì đấy để mà làm một cái video quảng bá cho chúng ta thấy là anh ta sẽ đi xuyên nước Mỹ từ bờ tây sang bờ đông đầu tiên thì mình sẽ đọc một cái bài báo trên kênh Sao .net là một cái tờ báo lá cải của Việt Nam nói ngắn gọn về con người này cái anh chàng này là ai bởi vì không phải ai là cũng biết cái anh chàng này là ai cả bởi vì mình cũng đâu biết đâu mấy cái cha nội youtuber Việt Nam làm mấy cái video kiểu như mì ăn liền này thực ra đầy lên youtube thường là những người nào mà thích khám phá rồi thích du lịch rồi thích ăn chơi thì hay xem lắm và những người anh chàng này không có gì là hiếm ở việt nam cả rồi sau khi giới thiệu anh ta là ai thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái điều mình dẫn chứng từ cái video của anh ta để cho các bạn thấy rằng là anh chàng này có khả năng rất lớn là được vinfast thuê chứ không phải là anh ta tự động tự bốc đồng mà, mà chơi ngông mượn xe điện VinFast để đi xuyên nước Mỹ đâu, không phải đâu. Đấy, ok. Rồi chúng ta hãy vào video xem thử anh ta nói cái gì đầu tiên rồi đã. Đến một cái showroom của một hãng xe để có thể làm mượn chiếc xe cho anh em chúng tôi là sẽ đi xuyên nước Mỹ, tức là từ bờ Tây sang bờ Đông. Thế mà, nghe thấy không? Đến một cái showroom để mà cho mượn. Nói nó cho mượn khơi khơi vậy cái showroom nó tốt nhưng cũng cho mượn một cái chiếc xe để mà đi mà xuyên nước mỹ mà không biết được rằng là cái người đó đi đi về có lành lặn một mảnh hay không bộ có cái hãng xe mà nó tốt bụng đến mức độ về hay sao một lát nữa mình sẽ phân tích tiếp đi mất hơn một ngày trời khoảng bốn năm trăm cây số Ờ, ở, bên Mỹ nó có hệ thống nó khác Việt Nam Đấy, nếu mà chúng ta đi đó, đó ok ok thì mình cho các bạn coi sơ qua như vậy trước khi vào video phân tích ngày hôm nay mình sẽ đọc cái bài báo này cho các bạn nhé Hoàng Nam là ai hé lộ về gia đình và sự nghiệp <laughs> với những ai yêu thích những khám phá bí ẩn thì kênh YouTube hãy thách thức của tôi challenge me không còn xa lạ với họ vậy chủ nhân của kênh YouTube này là ai hãy cùng kênh sao tìm hiểu thêm nhé <laughs> như vậy chúng ta đã biết được rằng là anh chàng này hay làm những cái video mà làm về mấy cái thứ bí ẩn mấy cái thứ huyền bí sợ lắm ma ghê gớm lắm làm mấy cái thứ mà mê tín dị đoan rồi mấy cái thứ mà tào lao bí đạo xịt bợp gì đó ở Việt Nam vậy thì anh chàng này là một trong những người hay thích làm những cái điều như vậy và kênh anh chàng này khá là lớn các bạn nhé 4 chấm không chín triệu subscriber luôn tức là không hề nhỏ một chút nào không thua kém gì cái ông khoa bắc luôn mấy kênh kiểu du lịch khám phá này ở Việt Nam khoái coi ghê lắm mặc dù không có gì khó làm là mấy anh nói thực ra đâu có giỏi gì đâu chỉ là mất công đi qua đi lại thôi thực thật, thật ra không có khiếu nói gì hết á Hoàng Nam challenge me hãy thắc tôi là ai Hoàng Nam là một vlogger youtuber khá nổi tiếng tại Việt Nam kênh youtube của anh luôn thu hút người xem bởi những video thử thách khám phá những địa danh kỳ bí vùng đất bí ẩn ở Việt Nam và trên thế giới <laughs> thế giới gì toàn ở Việt Nam không còn ở trên thế giới <laughs> tiểu sử hoàng nam anh chàng này là ai anh ta sinh ra tại ninh bình hiện sống và làm việc ở thành phố hà nội <laughs> dân miền bắc các bạn nói dân miền bắc chính vì thế thì anh ta mới dễ dàng được vinfast nhờ quảng bá hội công ty của họ là như vậy bởi vì thường là chỉ có người miền bắc mới sẵn sàng ủng hộ chiếc xe vinfast thôi chứ miền nam ấy cũng có người mua nhưng mà người ta kiểu như là mua là bởi vì hoặc là họ là người miền bắc từ bắc xuống nam hoặc là những người thực sự là họ mua chiếc xe vinfast vì họ nghĩ là đó là chiếc xe tốt thôi chứ họ không muốn là bưng bô cái gì hay là gì cả nhưng ý mình muốn nói rằng là để mà thuyết phục một người quảng bá cho cái chiếc xe Vinfast lên kênh cái YouTube của họ ấy thì họ phải là đến từ người miền Bắc thì mới dễ nhờ chứ mình nghĩ ví dụ những youtuber khác mà các bạn nghĩ giống như là Khoa Bất thì mình nghĩ ông Khoa Bất ông không có liều mà làm quảng bá cho công ty Vinfast đâu Khoa Bất cũng không quan tâm chiếc xe Vinfast nhiều lắm bằng chứng là anh ta mua chiếc xe Mercedes rồi cũng không có nói gì về chiếc xe Vinfast cả Ổng không có gì là lạ bởi vì chiếc xe vinfast có vẻ chiếc xe tốt đâu rồi báo nói tiếp anh đã từng là mc cộng tác với vtv trên sóng radio thực hiện các chương trình liên quan đến du lịch trước khi trở thành một youtuber chuyên nghiệp đó vậy là chúng ta đã biết được rằng là anh này không phải là một cái người dân bình thường đâu là một công nhân hạng nhất hạng nhì hạng ba đó bởi vì để mà được làm cộng tác viên ở trên vtv cái kênh mà lớn nhất quốc gia vậy cái kênh của quốc doanh thì cái anh chàng này phải kết nối với quen biết rất là khủng thì mới được vào nó mà làm không phải ai cũng khơi khơi mà nó vào làm đâu các bạn nhiều lúc các bạn giỏi đến mấy nhưng các bạn không có quen người này người kia hoặc là con ông này ông kia hoặc là tiền như núi á thì cũng khó mà được làm cộng tác với vtv hoặc là làm trong vtv rồi, trong radio này nó các lọ lắm các bạn như vậy là các bạn biết được cái thân thế của anh chàng này là cái gì rồi chứ là người miền bắc mà lại còn rạc mà lại còn thuộc nhân hạng nhất hạng nhì hạng ba nữa anh luôn tìm những điều mới lạ tự tạo ra những thử thách cho riêng mình trong các chuyến đi khám phá về những điều bí ẩn trong cuộc sống chưa có lời giải đáp gây tò mò cho người xem Đó. tức là anh này toàn đi những cái nơi mà khí ho cò gáy những cái điều như lạ lùng hấp dẫn và những người xem những người nào mà IQ mà thấp thấp á những người mà thích những mấy cái dopamine mà, mà lâu lâu có một lần á thì những người thích coi kênh của anh ta rất là nhiều và đương nhiên điều này không có gì là sai mỗi kênh youtube là có một cái target audience riêng chứ không phải là cứ buộc là bất kỳ ai cũng phải coi nội dung này ai người kia coi nội dung kia nó gọi là thị hiếu mà các bạn thị hiếu là như vậy nhưng mà tuy nhiên anh chàng này á, cái cuộc hôn nhân của anh ta không có tốt đẹp cho lắm thì anh ta sau khi đổ vỡ hôn nhân thì hoàng nam dành sự ưu tiên cho công việc và những chuyến đi bởi nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh à, ông nội này đã ly dị với vợ rồi các bạn nhé nhưng ông ta vẫn còn có một đứa con gái Ê, bố ơi mình đi đâu thế con ơi bố đi quảng bá cho vinfast <laughs> Hoàng Nam nói về tâm linh <laughs> Cha nội này toàn là mấy cái video đi khám phá Mấy tâm linh à Làm giống như là ông ta là Trong phim Scooby-Doo Đi khám phá nhà ma Làm ba cái trò khỉ Nhưng thực ra không phải là ma Toàn là người giả dạng Hoặc là ba cái trò tâm linh Tào lao bi đao Rồi mấy cái bọn chủ Của cái nhà hoang cái Chủ của những cái khu du lịch đó Tạo ra những cái tiếng đồn tào lao bi đao đây mà thu hút khách du lịch cái này không có gì lạ đó các bạn cứ người ta tạo ra mấy cái tiếng đồn cứ vậy á để thu hút khách du lịch người ta đến thôi chứ nó chẳng có ma quỷ gì hết toàn là người sắp đặt lên không à <laughs> làm như trong scooby doo mà anh khẳng định mình không phải là người có niềm tin và tâm linh tôi là người đang đi tìm câu trả lời xem liệu điều đó có thật hay không có thế giới sau sự sống như lời đồn đại hay không <laughs> làm như tâm linh lắm, làm như anh ta tin lắm ấy. Tôi luôn khao khát được gặp, được nhìn thấy những thứ mà người ta đồn và luôn chuẩn bị cho tình huống đó. Kể cả đón nhận cái kết xấu nhất thì tôi vẫn muốn trải nghiệm. Nhưng tôi có niềm tin có sự liên kết nối với ông bà tổ tiên. Chúng ta hãy sống làm sao để họ tự hào. <laughs> người gì mà mê tín dị đoan mà tào lao bị đau của độ vậy trời ơi trời, chúng ta sống là sao để họ tự hào rồi niềm tin kết nối với ông bà tổ tiên thôi 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 được rồi khổ thân mê, mê tín dị đoan khổ vừa thôi chứ nhưng mà thôi cái người ta làm cái gì thì mình không có bình luận gì ở đây người ta làm nhưng mà người ta vẫn có người xem thì chứng tỏ là người ta cũng có một cái thị hiếu nếu mà mình cũng có một cái thị hiếu mà làm theo kiểu đó thì mình cũng chắc sẽ đi theo cái con đường kiểu giống như anh ta mà thôi cho nên mình cũng không có trách gì cả đó nhưng mà trong chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn nói về là cái việc anh ta đi quảng bá cho chiếc xe vinfast và đưa ra những dẫn chứng là anh ta được vinfast thuê mà thôi à. Nha các bạn nhé như vậy là chúng ta đã biết anh ta là một người như thế nào rồi anh ta là một người miền bắc các bạn nhé và người miền bắc thì đương nhiên dễ dàng được mua chuộc hơn để mà quảng bá cho một công ty xuất phát từ miền bắc à, cụ thể trong trường hợp này đó chính là công ty vinfast đúng không thì công vinfast là không phải là một công ty xuất xứ từ miền bắc hay sao và anh ta là một chủ sĩ chủ kênh youtube rất là lớn chuyên làm về du lịch khám phá những cái nơi ma quỷ, khí ho, cỏ gáy Tào lao, bi đao không có liên quan gì Về chiếc xe VinFast cả Vậy mà hôm nay, anh ta lại làm một cái video Tự nhiên là cứ muốn đi xuyên nước Mỹ chơi vậy em Khơi khơi vậy em, không có một cái lý do gì hết á Rồi anh ta nghĩ rằng là chúng ta có thể tin được rằng là anh ta thực sự là chỉ muốn khám phá nước Mỹ bởi anh ta muốn biết là cái xe điện cái công nghệ là như thế nào rồi anh ta nói là xu thế của thế giới có thật thực sự chắc chắn là anh ta quan tâm đến cái chiếc xe điện VinFast hoặc là chiếc xe VF8 nói riêng hay không hay chỉ là quảng bá mà thôi nhưng mà anh ta không có nhận xuyên suốt cái video, mình coi hết video của anh ta không hề thấy anh ta tự nhận với người xem rằng là VinFast có tài trợ về cái việc này tuy nhiên anh ta có những cái hành động, có những cái lời nói khiến cho tất cả người xem chúng ta đều nghĩ rằng là khả năng rất lớn anh chàng này được VinFast tài trợ và thuê quảng bá cho công ty này các bạn nhé và đương nhiên đây không phải là ý kiến của chỉ riêng mình đâu khi mà các bạn vô trong kênh YouTube của anh ta các bạn cũng sẽ thấy có rất nhiều người comment người ta nhận ra rằng là anh chàng này á, là nhận tiền quảng bá cho VinFast mình đưa ra cho các bạn một vài cái lời bình luận ở trên kênh của anh ta nhé một bạn comment quảng cáo rẻ tiền của ông Hoàng Nam lại thêm một thẻng Vino Chúc anh Nam làm Vino thành công. <laughs> YouTube Hoàng Nam có thể mất giá phi vụ này. Anh em hủy kênh thằng Vino này đi, ở Việt Nam đi xe Ford qua Mỹ lại BR cho xe Vino. Ai mà cho mượn xe xạo láo vừa thôi, lại thêm một thằng Vino thôi, đừng làm trò lố bởi những đồng tiền xuất phát từ đất. Nói lợi dụng YouTuber có lượng sập lớn để quán bá thứ lừa gạt. Nhưng cũng chẳng sai kiếm tiền từ làm YouTube thì việc gì không làm với miếng bánh của Phạm Nhật Vượng. Đừng quên, giàu lên từ đất thì sớm muộn cũng sẽ đi tù vì đất. Sau việc này, nhiều người hủy đăng ký kênh đấy chàng trai. Khoảng thời gian ngắn nữa, xe điện cũng sẽ tiêu tan như mấy thứ bỏ đi rồi ấy. Tới lúc đó, clip này để lại cũng ngượng mồm nha em. Ha ha, kéo theo một xe móc mà chở đống sắt ấy nha một bạn ở comment má xạo kê thiệt đi hơn 4.500 km mà đi một ngày kkk xe vin chạy tốc độ ngang tốc độ âm thanh luôn mới chịu <laughs> mình thấy cũng có nhiều bạn nói rằng là cái ông Hoàng Nam này là nó dốc là chiếc xe VinFast không thể đi được cái quãng đường 4.500 km trong vòng hơn một ngày nhưng mà tuy nhiên á, thì anh ta cũng có một chút cái cơ sở nhưng mà cái cơ sở này chỉ là dựa trên cái bản đồ Google Maps đây mình đã tra cái bản đồ anh ta xuất phát từ thành phố Torrance đến New York theo như những gì anh ta nói trong video. Và cái quãng đường này là 2.810 miles, đổi sang km là khoảng 4.500 km. Và cái tổng quãng đường đi mà không ngừng nghỉ, không dừng lại, ái đĩa, không ăn uống, không nghỉ ngơi, không sạc gì cả thì đó là 41 giờ, tức là chưa đến 2 ngày các bạn nha thì cái số ngày nếu mà các bạn đi thôi không có nghỉ thì đúng thật là có thể đạt được tuy nhiên đó là nếu các bạn là con robot không có dừng lại ăn uống nghỉ mà đặc biệt là các bạn đi xe điện nữa dừng lại sạc tới mấy tiếng đó. chứ về như xe xăng xe xăng các bạn đổ đầy bình phát chỉ trong vòng có vài phút là các bạn có thể đi tiếp nhưng xe điện các bạn phải sạc thêm vài tiếng nữa cho nên cái việc mà đi trong vòng một ngày hoặc hai ngày là hoàn toàn vô tưởng với cái chiếc xe V8 nhưng mà tuy nhiên anh ta cũng có cái cơ sở chứ không phải không bởi vì anh ta tra Google Maps nó ra cái con số 41 giờ thì cho thấy anh ta mới nói là hơn một ngày đó ý mình muốn cắt nghĩa như vậy cho các bạn thôi nhưng mà tuy nhiên 41 giờ là không thể đạt được điều đó điều vô tưởng chí ít là có phải mất 4 đến 5 ngày thì mới có thể hoàn thành được cái chuyến đi xuyên nước Mỹ từ bờ Tây sang bờ Đông thế như thế này các bạn nhé một bạn comment tiết thì ra ông này là Vino Vinfast tài trợ AM đi quảng bá cho Vin tôi đã thấy ý đồ của ông rồi nhé. Unsubscribe, tôi thường xuyên theo dõi kênh chú em, giờ lại bưng bô cho thằng lừa gạt, đáng khinh. Giờ Nam về làm Việt Nam, làm các video mồ mã, nhà ma, đời sống dân tộc thiểu số thì chắc ăn hơn. Qua Mỹ để làm chuyện rùi bu, VinFast giao script cho ông này đến Mỹ, nói những gì hãng xe này muốn gửi đến người xem. <laughs> Đúng rồi, cái ông này đi sang quảng bá xe VinFast ở Mỹ nhưng thực ra là để cho người Việt Nam xem. Chứ người nước ngoài nào mà biết cái ông nội này mà xem đều quảng bá các bạn, tào lao. Hoàng Nam xem lại 4.500 km sau đi được 48 tiếng à cái bạn này hồi nay nói cái ý hồi nãy mình đã chứng minh cho các bạn rồi đợt này Hoàng Nam cũng nhận quảng cáo rẻ tiền như vậy à mất chất vờ lờ VinFast đang trong bế tắc, xe Vin nhập qua Mỹ bán không được bao nhiêu chiếc, Canada thì bị tụi Ấn Độ chê không còn manh giáp, bây giờ Vin đổi chiến lược, kiếm những YouTube Việt Nam, kiếm những YouTube Việt Nam qua Mỹ để chạy press car, chứ còn gì nữa, tự nhiên chạy vô dealer xe rồi mượn xe người ta chạy, chơi thì chắc chỉ có VinFast dealer thôi. Good luck to you on your journey with VinFast car. Một sản phẩm của Việt Nam mà thị trường Việt Nam lại không chinh phục nổi, thì người dân đem ra nước ngoài sao cạnh tranh nổi, sao dễ mượn quá vậy ta? VinFast nhờ em quảng cáo thì nói mẹ nó đi ai đánh đâu mà cho mượn nhớ kêu chiếc xe service đi xe sau nha lại nói phết các ông bà các ông là bố Vin mà có thể mượn được xe đi toàn học cách lừa đảo người xem nhiều người không tin là ông nội này đi mượn xe các bạn nhé cảm ơn Vinfast đã tài trợ Hoàng Nam qua Mỹ để thực hiện chuyến đi này chàng có kịch bản mà làm xong phim đi lấy tiền lần này thì Hoàng Nam làm việc tào lao quá đi mất đi sự khách quan của kênh Thách Thức vì sự quảng cáo lố bịch này rồi. Mặt khinh, mặt khinh, mặt khinh, mặt khinh, mặt khinh, mặt khinh. Ông bạn Hoàng Nam đúng không? Dù ông có quảng cáo cho VinFast như thế nào đi nữa, dân ở Mỹ cũng sẽ không bao giờ mua xe VinFast. Dân ở Việt Nam còn chê, thì hú hồ gì dân ở nước ngoài. Thôi ông ơi, quảng cáo cho xe VinFast, tôi ở Mỹ đây mua xe thì phải cân nhắc kỹ chất lượng giá cả, mắc hơn Tesla, đi du lịch kiếm chỗ charge là chết chắc lại thêm một trò BR đê tiện của VinFast và Vino qua Mỹ vô hãng xe, mượn xe chạy quanh nước Mỹ, mặt cười mặt cười mặt cười. Vậy <laughs> đi vô hãng xe khơi khơi vậy xong đi mượn vậy xong đi chạy quanh nước Mỹ. Tào lao phải nói kiểu như trong ma tin vậy đó các bạn. Có thấy cái tin tưởng được không? Chịu nổi được không? Nhưng mà tuy nhiên, anh ta nói là mượn xe là không phải là không có căn cứ đâu các bạn nhé. Một lát nữa mà sẽ chứng minh cho các bạn thấy là anh ta cũng có căn cứ khi mà nói rằng là anh ta mượn chiếc xe Vinpass từ cái dealer cụ thể là từ cái showroom này để mà đi dọc xoay nước Mỹ bằng chứng là ở đây các bạn nhá anh chàng David này đã cho chúng ta thấy một cái tờ giấy mà có thể gọi là hợp đồng cũng được bản cam kết là khi mượn xe là phải làm những điều này làm những điều này, làm những điều này mình cho các bạn coi anh có bằng lái xe không anh có bằng lái xe không Thế thì cái anh David này nói là Nói chung mấy người này là phải điền vô một cái form Và cái form này là cái form gì đúng không Thì mình đã coi kỹ cái hình ảnh Mình căn kỹ lắm ấy cái Ông nội này không có quay cái video chậm lại Để mà mình coi xem cái nội dung của cái tờ giấy viết là gì Cho nên mình chụp lại màn hình cho các bạn coi Đây, đây chính là cái tờ giấy hồi nãy mình đã chụp lại màn hình cái tờ giấy này mình căng mắt ra mình đọc thì mình thấy nó viết chữ là borrowed vehicle agreement tức là bản cam kết mượn xe các bạn nhá vậy là cũng có cơ sở các bạn nhá cái tờ giấy này là cái tờ giấy ràng buộc hai bên ràng buộc cái ông nội mượn xe là hãy đi cẩn thận hay là cái gì đấy rồi xe phải đi về nó phải nguyên vẹn hoặc là lái xe không được say rượu bia rồi đi số lượng km thế nào rồi đến ngày nào phải trả lại đấy thì rồi còn một cái mặt sau của tờ giấy nó thì nó còn ghi cả cái tình trạng của chiếc xe nữa là vehicle condition report báo cáo cái tình trạng của chiếc xe như vậy là khi lúc mượn và lúc trả lại cái tình trạng chiếc xe nó sẽ khác biệt như thế nào thì còn dựa vào cái tờ giấy này để còn quy ra cái trách nhiệm là của ai và của ai và đương nhiên cái này là về cái mặt thủ tục thôi các bạn các bạn biết vì sao nó lại có cái tờ giấy cam kết mượn xe như thế này không? Bởi vì ở Mỹ họ có cái dịch vụ gọi là cho mượn xe để mà chạy thử các bạn biết rồi mua một cái chiếc xe là nó là một cái tài sản rất là lớn không phải tự nhiên mà người ta cứ khơi khơi người ta bỏ tiền người ta mua đâu người ta phải thử chạy xe một vài tiếng một vài giờ một một vài phút nhưng có một số người người ta muốn chắc chắn là ta mua xe thì người ta sẽ hỏi cái dealer hoặc là cái showroom đó cho tôi mượn xe tầm một ngày gì đấy để chúng tôi chắc chắn tôi có thể mua được hay không và người ta có thể lấy đem chiếc xe đó người ta về nhà người ta thử xem là cái xe của họ có vừa với cái gara chiều cao chiều rộng chiều dài có vừa khít hay không khi mà người ta cảm thấy hài lòng thì người ta sẽ mua chính vì thế cái dịch vụ cho mượn xe trong vòng một thời gian dài là có thật chính vì thế cho nên mới tồn tại cái tờ giấy cam kết này các bạn nhé ý mình muốn nói là sao tức là cái việc cái anh chàng này nói là mượn xe để mà chạy thử là có căn cứ chứ không phải thật nhưng mà có điều là cái dịch vụ cho mượn xe này chỉ là dành cho những khách hàng nào mà chắc chắn muốn mua xe tức là cái dealer, cái showroom khi người ta thấy rằng cái khách hàng này là khách hàng trung thực, họ muốn mượn xe để mà thật sự họ thử để họ xem xét xem họ có nên mua hay không thì người ta mới dám cho mượn xe còn đang là cái ông nội Hoàng Nam này các bạn nghĩ ông nội này có muốn mua xe hay không? Không anh ta chỉ mượn xe để mà anh ta đi thôi nếu mà dealer showroom mà người ta biết được ông nội này mượn xe để mà đi xuyên mỹ rồi trả lại thì người ta có cho dễ dàng cho mượn vậy không 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 có người nào mà tốt mức độ như vậy cả điều này là điều rất là vô cùng hoang đường nếu mà các bạn hiểu theo một cái chiều này thì hoàn toàn có lý nếu vinfast muốn cho anh chàng này cố tình muốn cho anh chàng này thuê xe không phải thuê mà cho mượn luôn không ít lấy tiền để mà quảng bá chiếc xe này trên kênh youtube 4 triệu lượt subscribe của anh ta, thì cái điều giải thích này là hoàn toàn hợp lý. Đó là cái lý do vì sao mà mình nghĩ rằng là công ty VinFast này đã tài trợ đài thọ cho cái anh chàng Hoàng Nam này để mượn cái chiếc xe này, lợi dụng cái chính sách cho mượn xe để thử xe của khách hàng để dùng cái chiếc xe này lái xuống nước Mỹ, BR cho công ty VinFast này các bạn nhé. Ok, ý mình muốn nói là sao? Là anh chàng này nói là mượn xe là cũng có căn cứ, nhưng mà tuy nhiên mượn xe này đó chính là mượn xe do VinFast tài trợ chứ không phải là các anh chàng này mượn xe bởi vì mua rồi ok mình sẽ vào những cái điểm chính mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là anh ta đã được vinfast thuê để br cái điểm thứ nhất đó chính là anh ta có một người bạn đi cùng để lái xe cho anh ta đây mình cho các bạn coi nhé cái người mà lái xe cho anh ta trong suốt cái hành trình đó không phải là anh ta các bạn thấy lạ không? nếu mà một người mà sẵn sàng muốn thử thách, thực sự quan tâm đến cái chất lượng của một chiếc xe, thì người ta sẽ phải là người tự lái, như thế mới thể hiện được anh là người quan tâm đến cái chiếc xe này. các bạn có nhìn bầu thịnh đi là biết, nhưng mà tuy nhiên cái anh chàng Hoàng Nam này lại thuê một người khác, mình không biết người đó là ai, bạn của anh ta hay là nhân viên của Vinfast và cái người đó lái dùm cho anh ta suốt cái hành trình này. À, chiếc đồng hành cùng với tôi uh, trong chuyến đi này thì đó chính là chiếc biệt thì cuối cùng là chết hay là biệt biệt, biệt. đó thì <laughs> cái anh lái xe đó chính là anh tên là chiết biệt cái anh này là người lái xe các bạn chứ không phải ông nội này các bạn thấy lạ không một cái người mà không quan tâm đến cái chiếc xe là như thế nào một người không muốn thử thách không muốn lái mà lại tự dưng mà đi mượn chiếc xe vinfast khơi khơi vậy đi mà đi dọc sang quanh nước mỹ các bạn thấy có chịu nổi không đây các bạn coi nhá cái anh chàng mà áo xanh hồi nãy anh chàng chiết biệt này anh ta là người ngồi ở cái chỗ vô lăng chứ không phải là cái ông nội hà nam hoàng nam các bạn thử tưởng tượng là một người mà quan tâm đến cái chiếc xe vinfast đến mức độ mà dám đi xuyên nước mỹ mà lại đi thuê một người khác lái hộ như vậy thì các bạn nghĩ là anh chàng này có thực sự là muốn thử thách không muốn lái không các bạn hay là có một cái thế lực gì đó có ai đó chống lưng có ai đó tài trợ cho anh ta để làm cái việc này đó là cái điểm đầu tiên mà mình thấy mắc cười đó ở cái việc này thì các bạn so sánh với cái anh bầu thịt đi anh ta đi một mình tự quay video tự làm flycam là đủ thứ các loại rồi anh ta mang theo cái lều cái rạp để mà ngủ ngoài đường nó rất là cực đó mới là cái người thực sự muốn thử thách còn cái ông nội này mà còn thuê có một người đi theo cùng lái hộ nữa thì mình thực sự mà không thấy cái sự thử thách gì ở đây cả và mình chỉ có thể nghĩ đến được một điều là vinfast đã tài trợ cho cái ông nội kênh youtube này quảng bá cho vinfast mà thôi cái lý do thứ hai mà mình nghĩ rằng là anh ta được VinFast thuê để DPR đó chính là cái động cơ mình không thấy rõ ràng gì hết. Rồi ngoài cái lý do đầu tiên là anh ta có tài xế lái dùm rồi đó thì còn cái lý do thứ hai nữa là anh ta chưa từng lái xe VinFast bao giờ cả. Hay thậm chí bất kỳ cái xe điện nào ở Việt Nam, anh ta nói ở phút thứ hai giây 56. Các bạn nghe anh chàng nói nhé. Thực sự là có rất nhiều câu hỏi khiến cho tôi ở trước khi mà sử dụng xe VinFast để có thể là đi xuyên nước Mỹ như vậy ở Việt Nam thì uh, thực sự là tôi cũng uh, chưa sở hữu và cũng chưa đi xem Vinfast bao giờ nhưng mà mình thấy là đó là một cái xu hướng và rất bạn nghe tôi nói chứ tôi chưa sở hữu cũng chưa đi xem Vinfast bao giờ cả sở hữu và cũng chưa đi xem Vinfast bao giờ nhưng mà mình thấy là đó là một cái xu hướng và rất nhiều người bạn của tôi đã đi rồi có thấy không chỉ vì thấy là hình như thế giới mọi người đang xu hướng đi xe điện Vinfast hoặc là đi xe điện gì đấy rồi bạn bè mình cũng thấy có vài người đi xe điện nó chỉ vì thế thôi mà lặn lội sang Mỹ rồi mượn một chiếc xe khơi khơi vậy rồi đi xuyên nước Mỹ luôn có thấy không cái động cơ nó rất là không có đủ sức thuyết phục cái lý do của anh ta nó rất là không thuyết phục anh ta chưa từng lái xe chưa từng sở hữu một cái xe điện hoặc một cái chiếc xe vinfast nào cả chỉ nghe thấy nó là xu hướng của thế giới thôi rồi tự nhiên là muốn đi sang mỹ rồi lái xuyên nước mỹ vậy em các bạn thấy nó không có cấu thành một cái động cơ cái lý do để mà thúc đẩy một con người làm một cái hành trình mà rất là rủi ro như thế các bạn nghĩ thế nào để so sánh với anh chàng này thì mình có một anh chàng khác tên là bầu thịnh bầu thịnh ở thời điểm này thì các bạn biết anh chàng này là ai đúng không và mình sẽ đưa ra cái sự khác biệt cho các bạn thấy rằng là vì sao cái ông hoàng nam này là thật sự không hề có một cái động lực gì mà nó xứng đáng để mà thuyết phục cho thấy người xem rằng là anh chàng này thật sự là muốn đi xuyên nước mỹ bởi vì xuất phát từ cái lòng quan tâm đến cái công ty vinfast hoặc là thật sự quan tâm đến cái công nghệ xe điện cái xu thế hiện nay của thế giới không hề mình sẽ so sánh với anh bầu thịnh như sau anh bầu thịnh anh ta đã từng ở mỹ tiếng anh khá ổn điều này là điều giải thích thứ nhất đó là lý do vì sao anh bầu thịnh muốn thử một lái một vòng chiếc xe quan mỹ bởi vì anh ta cũng từng ở mỹ trước đây rồi anh ta cũng từng có cái ước mơ là sẽ lái thử thử thách đi một vòng quanh nước Mỹ từ trước đến nay chứ không phải đến bây giờ anh ta mới đùng đùng khơi khơi là muốn đi xung quanh nước Mỹ tức là cái ước muốn của anh ta là đã có từ trước đây và cái kinh nghiệm của anh ta ở Mỹ là cũng đã có trước ở đây còn cái ông nội này ông này ở Việt Nam là chính mà chứ ông có ở Mỹ đâu mà tự dưng mà đi sang Mỹ để lái xe xuyên qua nước Mỹ như đúng rồi vậy em. nếu anh ta muốn quảng bá cho VinFast thì anh ta có thể quảng bá ở Việt Nam cơ mà. Anh ta có thể thử thách lái chiếc xe VF8 từ Bắc đi xuống Nam được mà. Tại sao lại cứ phải đi sang Mỹ làm gì? Không có thuyết phục một chút gì hết các bạn nhé. Lý do thứ hai, Bầu Thịnh có kênh YouTube chuyên về xe hơi và cái kênh này không có lớn lắm nhưng mà anh ta có kênh về xe hơi. Các bạn để ý không? Cái ông Hoàng Nam này ông ta chỉ làm về mấy cái tâm linh, mấy cái ma quỷ tào lao bí đao. Chưa hề thấy một cái video nào thể hiện rằng anh chàng này là quan tâm đến xe hơi hoặc là xe điện hay cái gì cả một người mà không quan tâm đến xe hơi một người không quan tâm đến xe điện lại tự nhiên một ngày đẹp trời lại nói rằng là mượn xe điện vinfast để đi xuyên nước mỹ thì các bạn nghĩ thế nào chắn là được mua chuộc bởi vinfast chứ còn gì nữa không có gì là lạ các bạn nhé còn anh bầu thịnh thì anh ta có một cái kênh làm về xe hơi anh ta thật sự quan tâm đến xe hơi cho nên đó là lý do vì sao mà mình cảm thấy thuyết phục được rằng là anh bầu thịnh thực sự là muốn đi vòng quanh nước mỹ xuất phát từ cái lòng đam mê của anh ta cái lý do thứ ba là Bầu Thịnh từng có kế hoạch đi xuyên Mỹ trước đây như là trong kênh Bầu Thịnh đã nói và mình tin cái điều này là sự thật. Thứ tư là Bầu Thịnh không có kênh YouTube lớn. Mình nói ý là anh ta không có cái kênh YouTube chính mà lớn bởi vì anh ta có một cái kênh khác mà mình bóc phốt lần trước ấy, là cái kênh thứ hai của anh ta mà anh nói nó là kênh chính thực ra và đó phải kênh chính kênh đó là kênh ảo kênh ma kênh láo bầu thịnh mới chỉ mua lại kênh đấy hoặc là cái kênh này trước đây làm cái chủ đề gì đó khác cái số lượng sập lên mấy triệu subscriber nhưng mà cái số lượng người coi không phải số lượng người coi thật video của anh ta đăng lên đó, rất ít người xem chỉ có vài trăm đến vài nghìn là cùng à mặc dù số lượng sập rất là lớn mấy triệu luôn nhưng mà số lượng người xem rất là khiêm tốn cho nên mình mới nói rằng là kênh youtube của bầu thịnh là không phải là kênh lớn như vậy thì mình có thể loại bỏ cái khả năng là VinFast mua chuộc anh ta, tài trợ anh ta để mà quảng bá cho chiếc xe VinFast VF8 bởi vì anh ta không sở hữu một kênh lớn gì cả và anh ta chỉ là một sở hữu kênh rất là nhỏ nhưng mà anh ta thật sự là muốn quảng bá, cái hành trình của anh ta cho chúng ta biết, một người kênh YouTube nhỏ và muốn quảng bá cho chúng ta thì có thể không có xuất phát từ cái sự tài trợ của chiếc xe VinFast. Còn ông nội Hoàng Nam này là sở hữu một cái kênh rất là lớn, số lượng người xem một video cũng rất là lớn. Các bạn thấy không? Cái số lượng lượt xem là nó phản ánh ở cái số lượng người đăng ký cái video này có đến hơn 200.000 lượt xem nó rất là hợp lý với cái số lượng đăng ký của anh chàng này nhé và chính vì thế cho nên mình mới nghĩ rằng đó là cái lý do vì sao VinFast mới nhờ anh chàng này quảng bá dùm cho chiếc xe của VinFast lý do cuối cùng bầu tiện được Lân Hói và Andrew Lê tài trợ tức là sao tức là bầu thịnh không được tài trợ trực tiếp từ Vinfast nhưng mà ngược lại bầu thịnh được lân hói và Andrew Lê tài trợ qua những cái đường khác ví dụ như là Andrew Lê cho mượn chiếc xe miễn phí để mà chạy đó coi như là bầu thịnh có được cái chiếc xe chạy không tốn xăng không tốn tiền rồi cái thứ gì cũng được trả tiền cho hết vậy thì tội gì mà không đi tội gì không thử thách còn lân hói á, thì còn làm cái kênh YouTube để mà quảng bá cho cái kênh của anh ta nữa quảng bá cái, cái hành trình của anh ta ở trên cái kênh của lân hói nữa suốt ngày livestream rồi gọi điện rồi quan tâm hỏi ham hỏi là anh đi đến đâu rồi rồi anh đi có ổn không rồi thời tiết có lạnh không cục pin đi như thế nào thì bầu thịnh Tham gia những cái buổi livestream với lên Hói và Andrew Lê rất là nhiều Và chúng ta có thể tạm hiểu được rằng là Bầu Thịnh được hai ông nội này tài trợ Chứ không phải tài trợ trực tiếp từ VinFast Còn Lân Hói và Andrew Lê này chắc chắn là cũng được tài trợ từ VinFast Và điều này cũng đã có một số youtuber khác người ta nhận định rồi các bạn nhé Như vậy Bầu Thịnh cho mình thấy được rằng là anh ta thực sự muốn thử thách đi xuyên bang Chứ không phải là như anh Hoàng Nam này Anh Hoàng Nam này chưa có một cái biểu hiện, chưa có cái điều gì mà cho mình thấy được rằng là anh chàng này muốn thực sự đi xuyên nước mỹ bởi vì xuất phát từ cái lòng yêu bến xe hoặc là xuất phát từ cái lòng yêu mến Vinfast hoặc là cái xe điện nói chung cả không, anh ta làm một cái chủ đề trước đây khác hoàn toàn đi du lịch khám phá nhà ma, khám phá tâm linh, không hề làm một cái gì về liên quan đến xe cổ cả. Vậy mà tự nhiên đùng một phát một ngày đẹp trời lại đi qua Mỹ, đi lên cái chiếc xe Vinfast V8 đi xuyên nước Mỹ vậy thì các bạn có tin được rằng là cái điều này là sự thật hay không? Khả năng rất là lớn các bạn nhé. Rồi một cái lý do cuối cùng mình muốn chứng minh cho các bạn và đó là cái bằng chứng tố cáo nhất anh ta mở một anh ta nói rằng là Vinfast đã trả hết tất cả các chi phí sạc điện và đi cao tốc cho cái chuyến đi này của hai người các bạn nhé các bạn thấy không một cái chiếc xe mượn thôi đã mượn rồi các bạn mà lại còn được vinfast tài trợ cho tiền điện rồi tiền cao tốc đủ thứ các loại các bạn thấy không có một công ty nào mà tốt mức độ như vậy không mà cái ông nội hoàng nam này mượn xe đâu phải là để chạy đâu ông à, đâu phải để mua đâu ông ta mượn để làm lên kênh youtube thôi chứ ông này không không có mua vậy mà vinfast đã sẵn sàng trả tiền tài trợ đủ thứ các loại đây mình đưa cho các bạn bằng chứng để kéo là các bạn nói mình nói nó xạo bằng chứng là từ phút 18 giây thứ 25 hiểm lo thì xe này đã được mua bảo hiểm rồi. Đấy còn cái tôi lo lắng cái nữa đó là cái chuyện mà đi qua những cái trạm BOT đi lên cao tốc ấy. Cái thô thì là uh, ở bên Mỹ nó có hệ thống nó khác Việt Nam. Đấy nếu mà chúng ta đi qua mà chúng ta chưa dán cái tem mà để người ta quét tiền ấy thì nó sẽ chụp biển số và nó gửi về cho chủ xe để phải đóng. Đó các bạn thấy không? ông này á, sợ bị uh, tính tiền, nó kêu kiệt mức độ như vậy á, đã mượn xe người ta miễn phí rồi đi cao tốc mà còn sợ mà bị nó nó gửi hóa đơn về nhà để mà bắt ông này trả tiền đi cao tốc, <laughs> nó kêu kiệt đến mức độ như vậy đã mượn xe người ta rồi mà kêu kiệt cũng sợ trả tiền, nhưng mà tuy nhiên không phải lo, anh ta không có lo vì sao? Vì sao anh ta không lo? À, thì cái đó thì bên Vinfast sẽ phải đóng. Để... <laughs> cái đó bên Vinfast sẽ phải đóng đó các bạn thấy mấy người miền Bắc sướng lắm cái cái gì mà ai trả tiền cho trả hộ cho không phải tiền mình bỏ ra tiền túi mình bỏ ra là sướng ghê lắm Sướng rên ghê lắm cái gì miễn phí là thích ghê lắm các bạn coi nghe nghe lại một lần nữa nhé nếu mà chúng ta đi qua mà chúng ta chưa dán uh, tem mà để người ta quét tiền ấy thì nó sẽ chụp biển số của nó gửi về cho chủ xe để phải đóng <laughs> đấy thì cái đó thì bên Vinfast sẽ phải đóng đấy. Vinfast sẽ phải đóng mà thấy vui mừng lắm Vinfast trả hộ cho trả dùm nhau quá sướng luôn thế là thấy chưa vinfast coi như lo toàn bộ cho mình anh chàng lái xe ngồi bên cạnh nói đây là cái bằng chứng tố cáo nhất các bạn nhé đây là cái bằng chứng tố cáo nhất the most damning evidence từ mồm hai chai nội này nói ra luôn VinFast lo cho hết, lo cho toàn bộ, trả hết, cao tốc, rồi tiền chi phí, tiền sạc điện cái gì, lo hết. Hai ông nội này không bỏ được một xu, không bỏ được một xu luôn, thậm chí ngược lại nữa. VinFast còn phải trả tiền ngược lại cho cái ông Hoàng Nam này nữa các bạn, chứ mới đùa đâu. Và thậm chí cái chuyến đi đi sang nước Mỹ này là cũng là VinFast tài trợ luôn, làm visa cho đi qua luôn. Visa kiểu giống như là visa thương nhân hoặc là doanh nhân hoặc là quảng bá, PR cái gì đấy. Có rất là nhiều cái hình thức visa khác nhau và họ có thể khả năng rất là lớn họ đã tài trợ chuyến đi đi qua Mỹ này cho cái anh chàng Hoàng Nam này các bạn nhé không có gì lạ cả và đây là những cái gì mà anh ta đã nói ra tố cáo rất là tố cáo các bạn nhé nghe lại một lần nữa đây là cái bằng chứng tố cáo nhất trong cái video của anh ta mà anh ta nó không có nói rõ cho chúng mình thấy rằng là Vinfast đã thuê anh ta anh ta không không có nói rõ ra nhưng mình một số cái lời lẽ của anh ta đã vô tình tố cáo thì nó sẽ chụp biển số và nó gửi <laughs> về cho chủ xe để phải đóng đấy thì cái đó thì bên Vinfast sẽ phải đóng VinFast, ừ. là coi ừ. uh, vinfast coi như là lo tàn vội cho tụi mình sướng sướng rên sướng rên mức độ khủng khiếp vậy luôn vinfast phải trả tiền hồ hết sướng rên luôn <laughs> chưa hết đâu vinfast còn trả tiền ngược lại mấy ông nội này chứ đâu ra mấy ông nội trả tiền cho vinfast trời ơi vinfast được một chủ kênh 4 triệu subscriber quảng bá cho là may mừng rụng rún rồi chứ ngồi đấy mà bắt người ta trả tiền dùm cho nữa đâu ra vậy vinfast phải trả tiền ngược lại chứ, chứ đâu ra <laughs> Trời ơi, hai cha nội mà mừng sướng lên luôn mà. trời ơi là trời các bạn thấy không? Đó là cái bằng chứng rất là tố cáo các bạn nhất các bạn nhé. trời ok. Ê, thì sau cái video này mình đã cho các bạn thấy được rằng là lại một lần nữa Vinfast lại làm cái trò uh, br mà xuyên mỹ rồi xuyên việt. Mình cứ tưởng là họ hết trò rồi chứ. Nhưng mà những cái thời gian này gần đây cái đâu ra những cái trò xuyên việt xuyên mỹ giống giống như kiểu cái phong trào cái campaign vậy em. không hiểu không? Khi mà từ cái cấp trên đó, những cái người mà thuộc top của vinfast những người mà làm chức trách cao người ta giáng cái lệnh xuống bây giờ công ty bây giờ cần phải một cần một cái chiến lược cần một cái hình thức quảng bá gì đấy mà nó nổi bật hơn một tí từ trước bây giờ cái thứ gì cũng thất bại rồi và chúng ta phải có một cái hình thức quảng bá gì mới à, bây giờ chúng ta hãy tài trợ những người nào đó kiếm những cái youtuber nổi tiếng tài trợ người này người nọ để mà họ có thể lên cái chiếc xe vinfast của mình đi xuyên dọc tỉnh này tỉnh nọ việt nam hay là mỹ hay là ở canada hay gì đấy sắp tới có thể là có một cái youtuber việt nam ở canada và đi dọc Canada cho mà coi chính vì thế các bạn thấy không cái sự xuất hiện nó gần như là nó khớp với nhau lần trước cách đây không lâu là ông bầu thịnh bây giờ là lòi ra một cái ông hoàng nam này nữa cái thời gian nó rất là trùng hợp các bạn nhé chứng tỏ cho các bạn thấy được rằng là cái đường lối của vinfast nó rất là rõ ràng rất là rõ rệt nó có cái sự đường lối nó dáng xuống từ cấp trên xuống như cấp dưới hết đó các bạn nó thể hiện rất là rõ các bạn nhé <laughs> ok rồi chào các bạn chúc các bạn một ngày tốt lành mong là các bạn đã hiểu được là cái ông nội này ông nội như thế nào trời ơi một cái ông nội mình đến từ miền Bắc làm quảng bá cho xe Vinfast VF8 làm một cái video bưng bô mà nó rõ nó lộ liễu như vậy người xem ai người ta ngán ngẩm người ta chửi quá chừng luôn bưng bô cho Vinfast.